Curitiba. Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Zeno đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Minecraft, nhưng chúng ta có thể sở hữu được những món đồ siêu xịn sò khác nhau nha. Và đồng hành của mình đây đó chính là Noob Team nào. Hello mọi người. Ok đấy, Thanh Nhân Khang mới đi du lịch mấy hôm rồi bạn ơi, cho nên là đi bị con virus gì nó bám vào cổ họng các bạn ơi. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ sở hữu những gọi là viên kim cương khác nhau, và với những viên kim cương khác nhau này chúng ta có thể sở hữu được những món đồ khác nhau làm từ viên kim cương này nha. Đây rồi, thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải vơ vét của cải của ngôi làng các bạn ơi. Đấy, mình thấy ngôi làng đây rồi. Ồ, có cái làng nào đâu. Đấy, đây cái làng này. Trong phiên bản 1.19.1 đấy thì là chúng ta có những cái hàng siêu to khổng lồ nha. Đây, ví dụ như cái hàng này. Ui. Chứ gì vào đây. Rồi, mình sẽ lấy tiếp theo. Và đây rồi, mình sẽ được. Ui dồi, đập tay không này gì. Có hỏng không em chứ các bạn ơi. 4 thịt heo rồi. Đấy, chúng ta sẽ cần một viên kim cương duy nhất để chúng ta có thể chế tạo được một cái bàn chế tạo kim cương như bạn ấy. Đấm nó. Ok. Đây rồi. Ok, đâu đâu. Người đàn ông có sức không? Không có cái gì hết. Ui. Dưới này gọi là có. Có luôn các bạn ơi. Nhưng mà nhiều sao chưa nói gọi dễ kiếm lắm. Nhiều zom anh em ơi, xuống hộ tôi. Hộ tống. Có zombie đúng không? Ôi giời ơi. Ui ông bác này bị zom cắn rồi. Bị khùng rồi. Trời ơi. Ôi giời. Này có táo vàng. Táo vàng enchant à? Không, táo vàng. Rồi được một viên kim cương duy nhất. Rồi, nhưng mà không sao. Một viên này là chúng ta có thể là đủ kim cương cho ngày đủ dùng cho ngày này rồi. Đây, chúng ta sẽ có đống sắt này. Click to craft. Được một cái bàn chế tạo kim cương. Thanh thật là chất của vậy. Ấy, chúng ta cần nung sắt. Sao chúng ta có 18 sắt này? My god. Kiên vừa cho đấy. À, kiên vừa cho à? Trời đất ơi. Ai, em có tăng hay. Trời ơi, đi nung đi, nó vứt sắt đây làm gì trời ơi. Rồi, bây nung giờ đi qua. Đấy, mình sẽ đặt đây. Đấy. What is it? Đơn giản. Nhiều kim cương quá, đơn giản luôn. Rồi, từ từ á. Nó lại như thế này. Geno sẽ chế đồ ăn cho bạn ơi. 4. Geno cần thêm thịt heo nhá anh em như này. Chả đây. Ở kìa, thanh niên tay nhanh hơn nào. Đấy, em có 4 cục thịt lợn nè. Đấy, chúng ta sẽ phải chế như này. Ấy, chả đây. Cướp. Như đèn pin nó hung nhỏ luôn ra đây. Như cái đèn pin luôn á. Ui, một cái đèn pin màu hồng. Nhìn thấy màu hồng mình lại nhớ đến Pixel Gamer bạn ơi. Đấy, Pixel luôn luôn là chọn màu hồng. Ui, nó có cái lỗ. Wow. Ra con lợn kìa. Ra con lợn kìa anh em. Đấy anh em gọi là tiêu diệt mấy con lợn này để ra rồi. Hay quá em bị giết chết mấy con lợn kìa. Nó không cố ý đâu. Đây. Đấy, lấy con lợn và lấy thịt heo đi. Đấy, mình sẽ bắn con lợn này. Đấy. Ôi giời. Nhặt đi nhặt. Ok. Nhặt đồ ăn đi. Đừng bắn vào đầu kia nè. Ok, Zeno bắn. Tính ra con lợn này, súng con lợn này chúng nó có thể đi tiêu diệt mấy con động vật khác được nha. Rồi đi với gầu thôi. Mày ớ bới. Chết luôn nè. Chết luôn rồi này. Cũng mạnh nha, cũng xịn đấy bạn ơi. Đây, nhặt táo vàng vô. Đấy, mình sẽ ăn táo vàng là đủ rồi. Rồi, đấy. Vật phẩm đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay đó chính là súng con lợn. Và để thêm nữa thì chúng ta sẽ cần những cái gọi là bột xương nha bạn. Đấy, bột à đâu? Cục xương và thêm hai cục than nữa là chúng ta sẽ có thể là chế được một vật phẩm tiếp theo từ viên kim cương than bạn ơi. Tiếp theo là một viên kim cương redstone và chúng ta sẽ có đây. Còn thừa cái không làm mất rồi. Ba cái này thêm một cái này và chúng ta sẽ có một cái máy mai bạn ơi. Wow, máy này thì gọi là đi mai sướng phải biết. Đây. Đây, anh em nhìn này, nó chỉ là một lần duy nhất thôi. Đâu? Luôn mà. Ui. Đấy. Ui. Là một lần duy nhất thôi. Hai cái gì đâu? Cương các thứ là ui. Cái này là cái gì? Rồi ôi. Ôi, tính ra ngày hôm nay chúng ta chỉ cần sắt thôi là chúng ta sẽ có thể là có được kim cương rất là nhiều rồi. Đây rồi. Đây rồi. Kim cương nè. Rồi, hai viên nè, có sắt nè. Hai viên nè. Ok, rồi. Đấy anh em cứ đào sắt đi. Ui rồi kim cương. Tính ra và là
Tính ra đào này nhanh hơn nhá. Ui kim cương nữa nè. Ok. Wow. Kiếm nhiều skeleton quá. Ui giời ơi, chủ map nhanh tay nhanh hơn cả đào luôn bạn ơi. Đào xóa sạch kim cương của mình. Đây. Rồi. Bằng này ui được chưa gì đã được 31 viên kim cương rồi. Rồi, okay. Ui ơi, có cái lỗ thế giới rồi. Ai muốn đăng xuất không? Đây kia còn nước đây. Kim cương khổng lồ. Nhìn này, okay, anh em về đây nhìn kim cương to chả bắt lửa chưa? Kim cương to như đoàn chế tạo luôn. To như cái đấm luôn. Ok, mình sẽ có một thanh kiếm. Chắc là chúng tay lắm á, to chả bắt lửa. Kiếm to dã man luôn. Ê, kiên về đây, kiên này nhìn về đây nhìn này. Ok. Rồi, đây kiên này, kiên này. Ôi trời ơi, ghê vậy. Mình luôn. My god. Ôi kia bây giờ ghê ra mặt luôn. Ôi trời ơi, xin lỗi kia nha, xin lỗi kia rất nhiều nha. Nó bị đứng im à? Này này, thử bắn lấy đâu cái nào. Này này. Cầm này. Không có giáp chuẩn bị đi này. Bắn này. Bắn đi. Cố lên. À, bị đứng im luôn à? Bị slow motion bị choáng luôn. Rồi, trả đây. Trả anh kia đây. Không. Tự đi mà chế đi. Rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với viên kim cương tiếp theo, đó chính là viên kim cương gỗ. Và với viên kim cương này thì chúng ta có thể chế tạo được một cái bàn gỗ. Và cái bàn này nó sẽ cho chúng ta khả năng, đó chính là chúng ta có thể đi ra gọi là rất nhiều block gỗ. Đấy, à, không có gì ngoài gỗ, anh em lượm đi, lượm thoải mái nhá. Viên kim cương tiếp theo đó chính là viên kim cương đen. Đấy, viên kim cương này được làm từ than và xương. Cũng như chế tạo một cái cúp, nhưng mà chúng ta thay bằng viên kim cương, nó sẽ ra cho chúng ta vật phẩm wither. Wow, nhìn giống như một con Wither bình thường luôn. Đâu đâu đâu, kiên kiên từ từ ăn đi. Ủa sao mang test ăn Wither rồi kiên ơi. Anh đi bị bật ra kìa. Đau thật đấy. Ui kiên thử bắn cái súng này nào, kiên thử bắn cái đấy bên đây nào. Ây ạ, vẫn bị đau à. Tính ra là cái đầu Wither này nó sẽ kháng được mũi tên, nhưng mà kiếm thì chắc là nó sẽ không kháng được đâu. Kiên đi. Cái bắn lùi xa nha. Thôi từ từ ạ, đâu bắn lại nè. Đứng đây, đứng đây, bắn em đây. Con skeleton này ăn đi. Ui nhìn này. Ôi như một cái khiên luôn. Ô. Đồng đội của tôi vào đây. Rồi được rồi, hết thời gian sử dụng rồi, trả kiếm đây. Hề mấy người nghịch quá đấy. Tự đi chế đi, tự chế lấy một cái mà dùng được đấy. Wow, xịn nha. Tính ra là chúng ta có cái thịt heo này xem. Cái thịt heo này xịn hơn cả cái con skeleton luôn bạn ơi. À con Wither luôn. Để mà sở hữu viên kim cương tiếp theo thì chúng ta sẽ phải bắc block lên thật cao. Đấy, để nó hứng lấy cái ánh sáng của mặt trăng. Và cái viên kim cương này sẽ biến đổi thành viên kim cương mặt trăng nha. Đấy, bằng này được rồi. Vứt. Một viên kim cương mặt trăng. Và chúng ta sẽ có. Đấy, đặt cái bàn này ra đây. Cây gậy mặt trăng. Đấy, cây gậy này thì có thể là triệu hồi cho chúng ta gọi là mặt trăng hả? Đấy, cây gậy mặt trăng, để xem mà cây gậy mặt trăng này chúng ta sẽ còn như là cú phép được Queen Enchanted đấy. Nhìn đây. Trăng rơi bạn ơi, cái này là sẽ triệu hồi cho chúng ta mang hai cái mặt trăng này rơi xuống đầu của con. Một cái này. Ôi rơi xuống đầu em rồi. Ôi trăng rơi xuống cả đầu luôn bạn ơi. Ok đây. Thế thì anh đâu xin lỗi kiếm rơi vào mông đấy. Ok, ui tính Khang thử solo không, cái kiếm đấy mới lại cái súng lợn này xem mà cái nào lợi hại hơn không. Ok đâu, come on, vô vô 3, 2, 1 vô. Cái kiếm mới đéo dễ hơn. Cái này nó vài chậm quá à. Dễ hơn để coi em chưởng được con lợn không. Ui không có chưởng được con lợn này. Ây dạ, kiếm né ra từ. Ui, cái súng lợn này mình thấy là nó vẫn mạnh hơn cây kiếm nha bạn. Đây. Đây rồi, cánh cổng xuống địa ngục. Đấy, chắc là phải vậy mà đào cái rớt cái cổng ra luôn. Không lấy đầu nha. Có đồng cứ mang theo luôn nha. Ok, cầm theo đi. Đấy. Cái cục này nung không ai nấy. Lại là cái này các bạn ơi. Không ai nấy luôn. Cái gì đây? Không biết gì đâu. Sàn gỗ đi chay à. Thấy chưa? Đi xịn chưa? Không bao giờ chơi Mizuno là không bao giờ phải lo đến ngại đến cái vấn đề mà phải bắt block bạn nhá. Không bao giờ té. Quỷ lửa đã bay phấp phới ở trên kia rồi. Ô, trả đây, trả thanh kiếm đây. Không biết dưới này có triệu hồi được ra mặt trăng ta. Có. Ở dưới này có rơi từ hiên đường xuống đây.
Ô, ra mặt trăng luôn bạn ơi. Ra mặt trăng luôn. Ô, nhưng mà cái này hơi yếu bạn ạ. Rồi xong, không dụng cái que quỷ lửa nào luôn bạn. Nửa tim luôn mà. Mặt trăng đều bạn ơi. Với thanh kiếm to chạm lửa này thì bọn mình có thể dễ dàng xử lý mấy con quỷ lửa bị chỉ bằng một phát chém. Và mấy cái ngọc Ender thì cũng nhờ thanh niên kia farm đầy đủ hết rồi. Bây giờ bọn mình chỉ cần kiếm thêm que quỷ lửa và sau đó chúng ta sẽ tiến hành xuống chỗ con rồng thôi nha. Ok, let's go. Con Enderman này, à không biết là con Enderman nó có bị dính trưởng vào cái này không. Ô, dính trưởng luôn. Ây ê, còn da đen tới luôn. Ô, suýt đã chết. Độc chết không? Ồ, một xíu nữa thôi là tôi sẽ đi bụi, nhưng mà không sao bạn ơi. Đấy, không sao, nào. Cái này có nước này, vô đắp đi. Ô, ô kìa, ảo chết nhờ. Nước cả sao nước cả được luôn mà, nước, không? Nước đổ được dưới địa ngục luôn. Ủa, chơi nó mày ảo chứ. Ảo ma lên chứ. Rồi nó lại chạy. Uầy, bây giờ, ôi bây giờ mình, ôi nó biến thành Obsidian hay chưa kìa. Oh my god. Đâu mình no, hình niên kiên múc nước của em rồi. No. Ơ sao lại đổ nước vậy? Ai biết đâu. Cái nó đổ được. Okay. Rồi nước khác đâu rồi. Về, đi về đi, đi về đi, chúng ta đi tìm con rồng là xử đẹp nó đi. Rồi được rồi, đi thôi. Anh... anh em không có cái này hả? Trời ơi. Không, không có grab. Ồ, tính ra mình có thể dùng thanh kiếm này để mình bắn xem. Em có được không nhỉ? Thanh kiếm này sẽ bắn, bắn, bắn bắn cái này. Rồi khói lên. Ồ. Đây. Bắn. Không, không, không được. Thế dùng mình sẽ dùng cái mai. Ôi rồi ôi. Mai. Mai không có được bạn ơi. Mình sẽ dùng cái này. Thanh niên kiên đi. Ok. Thế là chỉ có cái súng con lợn này mới có tác dụng các bạn ơi. Đấy, nhưng mà nó có tác dụng rất là gần nha bạn. Em đi đi đến lại gần. À, sao mình có khả năng bắn cung thiện xạ mà. Lo gì? Ờ xin thôi. Để kiếm ném. Ok. Quá là hiện xạ. Ok ơi. Thằng thiên. Ôi trời ơi. Non không biết dùng NP. Ok, nhìn này, súng lợn thể hiện đây. Ok ạ, ừ, cung rồi. Ôi. À không, mình sẽ dùng cung. Cung bạn đây. Cung nè. Cung nè. Cung nè. Ui ôi 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 ôi, đau 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 đau. Không, nhưng đâu sợ là khi mà chúng ta mắc block lên cao như này ấy, thì cái con rồng rất có thể nó sẽ không xuống vào đây. À, ui ôi, fit nữa thì đi. Ây giời ơi, đi thật. Rồi, đi liệt luôn. Okay. Đây là sự thật rồi. Ok, làm lại nào. Thất bại chắc chắn là chúng ta sẽ làm lại bạn đây. Đây thất để xem. Bại là chứ. Ui, dùng kiếm bắn con rồng đi xem. Kiếm bắn con rồng được. Ui nhưng mà nó không, không nó đến. Nó dính hay không có liên quan. Không đến bạn ơi. Ui giời ơi, cái này bắn khó nha. Bắn đúng rồi, chúng một kia. Bắn có bắn máu. Có mất một tí một xíu à. Súng heo. Ui giời, không được. Súng heo quỹ đạo lạ lắm. Heo rồi mình ngắm một chỗ đó bay đi một chỗ đúng không? Não heo không thể nào hack được bạn nhá. Nó không như chúng ta nghĩ đâu. Nó lạ lắm. Ui. Bởi vậy người ta hay bảo là ngu như con lợn đấy. Ngu như bình thường ngu như bò nhưng mà ngày hôm nay ngu như heo luôn. Đấy, nút bay con heo luôn kìa. Không kịp làm gì luôn. Ok mình sẽ. Ấy giời, con heo nó bay một cách ảo diệu dã man luôn. Nào xem nào. Ú, nó hấp xuống rồi đấy. Ú. Mình bắn súng bây giờ được mà bạn ơi. Đấy, bắn súng bây giờ. Bắn tới chừng nào nó tới. Bắn không có trúng luôn. Ui giời ơi, không. Thôi để xuống rồi. À đây em có một cái cung. Ủa này nó không có ráp ra cung luôn. Rồi đó. Ủa sao mũi tên nó ảo. Con bây giờ bay chậm lắm. Ừ, đấy thấy chưa? À tôi không biết là là cái con bây giờ của tôi bắn trúng hay là cái của anh Nhiên kia này, của anh Khang nữa. Em bắn xong rồi em không thấy mũi tên ta áo này, gì. Mình sẽ đón đầu thằng đường này. Đấy đấy. Ui, chưa. Ui rồi ảo ma ra la ra đón đầu. Ú thấy chưa. Ui ục tính nào bây giờ này bắn. Ờ kìa kìa. Đang toàn bộ đầu kia này. Dạ con bây giờ bắn được liên tục bạn ơi. Ú ú ú ú. Rồi bắn cái gì mà ghê rứa. Đón đầu rồi mày. Rồi đón vô bông luôn. Luôn. Mình phải đón đầu một cách rất là xa thì đấy. Con đầu. Rồng nó, tốc độ con rồng hơi chậm. Đón đầu đón vô mông thì không vậy.
Không bắn được ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải đợi nó xuống đây thôi. Bởi vì là cái này, con rồng này mà chúng ta đặt block như này ấy, thì như là nó khó xuống mà thì phải bạn ơi. Đấy, đợi nó hút hết cái block này đi thì có thể là nó gần vào đấy là được rồi. Cái tình hình này lại giống tập trước các bạn ơi. Cho nên bây giờ mình sẽ quyết định là đi xử đẹp con rồng thôi. Kìa, hình như là không được. Cái này khi mà chúng ta dùng hai cái vật phẩm của một lúc ấy thì nó sẽ bị dùng kỹ năng chứ không phải là bắt block bạn ơi. Mình định kết hợp cái bắt block này. Đó, con rồng. Ấy, Enderman. Ấy. Cày đấy nhờ, con Enderman ở đâu ra nó chui ra nó bắn luôn à. Ôi ôi, coi chừng đấy. Bị đánh lén. Kia nó kia. Tính ra là mình không mặc giáp mà nhá. Còn đây là ok. Đó, con rồng chuyển xuống đây thôi. Rồng chết tiệt. Mày, ui rồi, chém được rồi. Mày. Rồi xong. Bài hit nữa thao. Đây là cái tầm mà con rồng nó sẽ bay ngang qua nha, cho mình sẽ giải nhiều gỗ rồi. Kia. Ui, nó không em luôn kìa. Ôi, con quỷ nó bên đâu vậy? Ui giời ơi. Ui. Hình như nó thả đồ đệ ra hay sao á. Mày ra đây. Mày chuyển ra đây thôi. Rồi. Mày nãy mày quýnh tao. Nãy mày quýnh tao. Mày tới số rồi. Mày. Con rồng này. Mày. Đấm đi chém. Mày. Chết đâu. Rồi sao mấy con lợn đâu ra đây vậy? Bắn lợn toàn bị gì? Hút bay rồi bạn ơi. Mày sẽ phải. Ôi. Ok. Hay quá. Vừa tiêu diệt được con rồng thì chúng ta gọi là hẹo luôn. Nào bây giờ anh em nhá. Bây giờ anh em về đây chúng ta sẽ sử dụng những cái món đồ này solo để xem là những món đồ nó xịn nhất nha. Đâu về đây nào. Đâu. Ok. Đây. Ok, ăn uống đầy đủ đi. Tính ra thế thôi, chấp giáp nha, thế thôi không có giáp nha. Ok. Ủa, em không có giáp đâu. Đâu. Em win rồi, nên kêu chết rồi. Đâu về đây solo nào. Nào, 3 2 1 vô. 3 2 1 vô. Thật rip bao rồi. Ảo đấy nhờ. À, nè, hay đấy. Chúng ơi. Chỉ cần một chém thôi nha. Một khi mà chúng ta bắn chúng là y như rằng là thanh niên đứng im là mình sẽ tiêu diệt được. Đâu, Khang về đây là Zeno thử một bắn hoặc một chém nào. Đâu, đứng im nha. Một bắn này, một chém. Cái này thực sự là thích hợp cho PP hơn là đi đánh rồng bạn ơi. Cái kiếm này cứ một chém là đi một bé nha. Đâu. Chém đi nào Khang. Từ, đang dịch chuyển nè. Ui giời, chết luôn bạn ơi. Yếu lắm, Wither có máu rồi. Ok, cái này chỉ Wither nó chỉ có tác dụng là nổ tung thôi nha bạn. Đấy, ok bạn ơi. Ngày hôm nay chúng ta đã tiêu diệt xong những cái con rồng bằng những món vật phẩm siêu VIP mà mình có được từ những viên kim cương khác nhau nha. Thì nếu bạn thích mình làm những vật phẩm nào nữa thì nhớ là comment ý kiến của bạn nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh của tất cả thành viên trong nút tin nữa. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.